Con thấy hồng danh rất là ngắn gọn như Nam Mô Hỏa Phật, Nam Mô Hải Phật, Nam Mô Xưng Phật. Rồi cũng có hồng danh rất dài như Nam Mô Đông Phương Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm, Quảng Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Đề Phân Câu Tô Ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật. Đó tên của một vị thôi. Nhưng mà thưa đại chúng ở đây á, câu hỏi là có phải là chúng ta thêm vào không? Thật sự ra có khi mình thêm, nhưng mà có khi không phải là thêm, mà nói cho đầy đủ vị đó như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như quý vị gọi thầy Hòa cũng được, nhưng mà quý vị có thể gọi là thầy Pháp Hòa, hay là thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada, đệ tử của ai. Mình nói ra đầy đủ, ta nghe câu đó cái người ta biết xuất xứ tung tích của mình hết. Còn nếu mà nói gọn thầy Hóa vậy thôi. Cho nên ví dụ như còn một cái người ở đây, người ta hay viết tắt cái chữ lót của người ta lắm. Ví dụ người ta Donald, người ta J cái, mình không biết J này là gì, Junior là Joseph hay gì đó. Thì ở đây cũng vậy. Thật sự danh hiệu Phật nhiều khi ngắn gọn chỉ có mấy chữ đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nói đầy đủ thì chúng ta nói vậy. Cũng giống như mỗi một vị hòa thượng tịch á, khi ngài tịch rồi mình mới biết hết xuất xứ của ngài á. Nói dòng Lâm Tế, gọi là từ Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ mấy, tứ thập nhất thế. Rồi bắt đầu nói tên cúng cơm nghe. Húy, thượng gì, hạ gì, tự là gì, hiệu là gì. Nhưng mà nói tới cái họ của vị đó, cái nói họ thôi, không nói tên. Thí dụ như vị đó tên là Nguyễn Văn Khê, nhưng mà không nói vậy, nó Nguyễn Công Hòa Thượng. Tức là nói cái vị này nói dòng Pháp từ đâu, đời thứ mấy. Rồi có khi còn phải nói thêm những gì nữa phải không, nói chức vụ của vị đó, rồi hoặc là nói công hạnh của vị đó. Có nhiều khi vị đó đó là trú trì chùa A, chùa B, rồi nói là đương vi, là tức là đang là cái chức gì đó, rồi nguyên là trước kia là từng làm gì đó. Nói chung là tất cả cái gì chúng ta có biết gì về vị đó, chúng ta có thể nói đầy đủ hết. Thích Ca Mâu Ni là thôi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới nói đủ thứ về ngài hết, như là Ta Bà Giáo Chủ, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Thiên Bá Ức Hóa Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những cái đó là chúng ta đưa vào. Hay là bây giờ các vị Phật cũng vậy. Đây một câu danh hiệu, nãy cái câu này đó là gì đó, là nói về thế giới của vị đó, nói về công hạnh tu của vị đó, vân vân. Rồi cuối cùng tên của ngài chỉ là một vài chữ trong đó thôi. Vì đó không có gì mình thắc mắc hết. Có khi mình nói gọn mà có khi nói đủ. Ví dụ như mình lễ bảy Đức Phật Dược Sư á, Nam Mô Đông Phương Quang Thắng Thế Giới, Diệu Hải Trang Nghiêm Các Tường Như Lai. Vậy thì bị đó tên là Diệu Hải Trang Nghiêm Các Tường thôi. Nhưng mà chúng ta còn nói luôn cả tên của thế giới của vị đó ở, ở hướng nào, hướng đông, mà thế giới đó tên gì. Cũng giống như nói hướng nam có Red Deer, nói gì đó hướng nam, cũng là hướng nam nhưng mà Calgary, cũng là hướng nam nhưng mà ở, ở Medicine Hat, ví dụ vậy. Theo sự hiểu biết nhỏ mọn của con thì các đức Phật tu trong A Tăng Kỳ Kiếp để sau cùng giác ngộ thành Phật, thì tại sao có sự lặp đi lặp lại rất nhiều lần hồng danh giống nhau? Ví dụ như hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Tây Phương A Di Đà Phật vân vân. Như vậy là sự chỉ là sự thị hiện của các ngài thôi, chứ không phải là các ngài sinh ra rồi tu lại hoài hoài để thành Phật nữa, phải không thầy? Hiểu câu hỏi không? Đó là cái trường hợp này là do cái sự thị hiện rồi lại lập lên lại, hay là các ngài tái sinh rồi phải tu lại? Cái này Pháp Hòa có nhớ trong cái quyển kinh Vạn Phật á,
Thì ngài cụ to cụ hòa thượng ngài Thượng Thiện Hạ Chơn khi ngài dịch cái quyển đó đó, thì ngài có nói rằng khi mà chúng ta thấy những danh hiệu Phật lặp đi lặp lại thì phải biết rằng không phải là cùng một vị, mà đó chỉ là sự trùng tên chứ không phải là cùng một người. Và có đôi khi trong hồng danh đó chúng ta có một câu lễ như thế này. Thí dụ như nói 10 ức đi, Nam mô 10 ức các đức Phật đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu nhưng mà khác nhau, chẳng qua là trùng tên thôi. Vậy thì ở đây nó có nhiều cách giải thích. Một là dựa theo các kinh thì chúng ta biết rằng có lặp đi lặp lại không phải cùng một vị, mà đó chẳng qua là sự đồng danh đồng hiệu, nhưng mà các ngài đều hạnh nguyện thời gian khác nhau. Còn nếu như trường hợp mà các ngài có tái đi tái lại, cũng lặp đi lặp lại cái nguyện đó, cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng giống như một ông thầy giáo dạy cái lớp 1 toán đó, rồi thì mấy em lớp 1 của năm nay nó qua lớp 2 nó học, năm sau mấy em lớp 1 nó vô trở lại, ông nó có dạy cái mới, ông dạy y cái cũ mà ông đã dạy cấp trước. Đây cái job của ông mà. Hễ cứ đứa nào lớp 1 là bài bản, ông cứ lặp đi lặp lại thôi. Thì chư Phật cũng thế. Chư Phật có ra đời nhưng mà cũng đều lặp đi lặp lại những cái điều đó. Ví dụ một câu: ba đời chư Phật đều đắc y ôm bát. Giống như khi mình thọ giới mình nhận đó, ba đời chư Phật đều mặc y này mà giải thoát. Nay chúng ta cũng mặc y này để cầu đạo giải thoát. Vậy thì ngày nay chúng ta đắp cái y này không phải là mới, mà trước kia chư Phật đã mặc y này để làm phương tiện, sự nhắc nhở để tiến tu giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng mượn chiếc y này tiếp tục để tu tập giải thoát. Cho nên có lặp đi lặp lại cũng không là một cái vấn đề. Cho nên có vừa có khi là lặp đi lặp lại, cũng có khi là sự đồng danh đồng hiệu. Cũng có khi do các ngài thị hiện ở các chỗ khác thôi. Ở đây ở Việt Nam mình á, thí dụ như vị hòa thượng nào mà trùng tên á, thì trong một cái đại hội, trong một cái lễ gì mà có những vị mà trùng tên á, thì các ngài hay mở ngoặc. Thí dụ như vị hòa thượng nó thiện gì vậy đó, cái ta mở ngoặc ta để Bến Tre để biết rằng vị này là vị ở Bến Tre, vị kia vị ở Sài Gòn, thí dụ vậy. Kính thưa thầy, con xin được hỏi thầy, tâm con hướng Phật, lòng con hướng Phật, vì công việc cuộc sống ngoài đời con chưa thể quy y được vì sợ mang tội nghiệp. Đầu óc con chi phối nhiều cái, chỉ khi nào con thấy thanh tịnh, vậy con có thể đọc kinh Pháp Hoa, trì chú Đại Bi, kinh Sám Hối, kinh hay kinh Vu Lan vân vân được không ạ? Nhưng con không đọc thường xuyên hay không theo một khung giờ nào đó, vậy con có mang tội không? Xin thầy quan hỷ cho con biết. Trước hết là dù chúng ta không quy y, cũng không có ai cấm mình không được tụng kinh niệm Phật. Và hơn nữa đó, nếu mà mình sợ quy y vì sợ mang tội thì điều đó không nên. Chính vì chúng ta sợ tội cho nên chúng ta cần quy y. Quy để làm gì? Để mình có một cái cơ hội mình phát nguyện và mình lánh cái đó, mình xa cái đó, thì hy vọng rằng cái tội chúng ta bớt vi phạm. Càng sợ tội phải càng tu. Vì sao? Vì có phát nguyện thì chúng ta có cố gắng giữ. Dù chúng ta chưa giữ trọn vẹn, nhưng ít nhất nó thể hiện được cái ý chí, cái tâm hạnh chúng ta muốn làm điều đó ở trong cái khả năng giảm thiểu của mình. Chứ đừng vì sợ tội mà không quy. Đừng nghĩ rằng á, mình đã quy y rồi mà mình làm cái điều đó mình tội hơn. Dạ thưa không có. Mình chưa quy y hay là quy y đều tội giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta có quy y rồi thì chúng ta còn nương tay
chúng ta còn biết phục hồi cái tâm tàm quý của mình, đỡ lắm chứ. Cho nên cần quy y, cho nên đừng vì sợ tội mà không quy y. Cái thứ hai là đừng vì cái sự là hay suy nghĩ chi phối mà không đọc kinh. Chính vì chúng ta thường hay bị chi phối, cho nên chúng ta mới đọc kinh niệm Phật để giúp cho cái tâm chi phối đó giảm. Nhờ những cái phương pháp tụng kinh niệm Phật là để giúp cho cái tâm bị lăng xăng. Mà chúng ta sợ vì tâm lăng xăng mà mình sợ tụng kinh cái suy nghĩ tầm bậy cái tội. Phật giáo không có phải dễ có tội như vậy. Mà quý vị phải biết rằng những công thức mà chúng ta đưa ra chỉ vì muốn giúp cho mình định cái tâm. Mà nhờ mình đọc kinh niệm Phật cho nên cái tâm lăng xăng nó giảm. Mà thí dụ như lỡ trong khi mình tụng mà mình có nghĩ lung tung cũng không có tội gì hết. Nhưng mà mình biết ý thức, ý thức thôi đang tụng kinh, đừng có nghĩ lung tung, trở về. Đang tụng kinh đừng nghĩ lung tung, quay trở về. Cứ như thế mà chúng ta làm. Cũng giống như ví dụ mình đang ngồi mình tu, suy nghĩ bậy quá, thôi thôi dẹp dẹp tư tưởng nó, không có nghĩ bậy nữa, đâu có sao đâu. Cái quan trọng là chúng ta ý thức biết. Ngày xưa là hễ nó khởi là mình đi tuốt luốt luôn, mình đi theo nó luôn. Bây giờ mình biết, mình ý thức, mình quay trở về. Và chính những cái phương pháp tu tập mà các tổ đưa ra đó cũng không ngoài cái mục đích là nâng đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta đi sâu, đi tiến thẳng vào cái sự tu tập. Nhờ thầy giảng dùm câu vô lượng thọ vô lượng quang là gì? Con chỉ hiểu đơn giản theo căn bản của tịnh độ là Đức Phật A Di Đà, ngài có kiếp sống vô lượng thọ, tức là mạng sống không bao giờ dứt, và vô lượng quang là ánh sáng không bao giờ ngừng tắt. Vậy sống là gì? Có phải là thọ mạng của con người không? Về ý nghĩa sâu xa của vô lượng thọ vô lượng quang. Cái sống mà chúng ta thường nói á, nó như cái gì như chúng ta đang sống thì cái đối lại với nó là cái chết. Cho nên cái gì mà có sanh là phải có tử. Cái gì mà có tướng là phải bị hoại diệt. Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng vô cái đời sống đó, vô lượng thọ đây á, không phải là chỉ ở cái tuổi thọ đó, mà ở đây muốn nói rằng cái sống bất diệt vô sanh ở trong lòng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, ngài có sống chết không? Có. Ngài sinh ra năm 624 trước Thiên Chúa, ngài sống 80 năm rồi ngài chết. Đó, cái sống chết đó là của một con người. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca có chết không? Hay là mình nói ví dụ như mình nói Chúa Giêsu, ngài sống được tới cái tuổi đó rồi ngài chịu hy sinh. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đâu có chết trong lòng của tất cả những người có niềm tin với Chúa. Đức Phật không có chết trong lòng của những người có niềm tin với Đức Phật. Hay là mình nói những cái bậc thầy tổ của chúng ta. Các vị hay đọc tiểu sử nói dù các ngài có ra đi, nhưng công hạnh của các ngài vẫn sống mãi trong lòng của tất cả những người tu tập. Cho nên cái hạnh nguyện đó chính là cái sự sống của các ngài. Nói theo Thiên Chúa là sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? Không phải cái thọ mạng theo chúng ta hiểu, mà cái bất sanh bất diệt ở trong tất cả chúng ta. Thí dụ như cái tướng này là chết ạ, nhưng mà Phật tánh không có chết. Tại đâu có tướng đâu mà chết. Cái Buddha's nature nó không chết. Cái nhà, cái đền đài nó có thể nó hoại nhưng mà hư không, không có. Tại vì nó đâu có sanh diệt. Vậy thì cái ánh sáng trí tuệ cũng vậy. Phóng vào ví dụ như giờ mình tu nè, có phải là mình càng nghe Pháp, càng tu tập trí tuệ mình càng sáng ra không? Vô lượng. Nói không cùng không tận. Tại vì sao? Trí mà càng rộng lớn thì cái sự ứng xử, sự sống, sự tu tập bất khả tư nghị.